Xin chào quý vị khán giả đã đến với nhà đấu trực tiếp tại sân bóng đá 3 để theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi tối ngày nay. Tiếng bồn của ca thủ Thanh Ba và ca thủ trẻ Phương Vân cũng đã chính thức được bắt đầu. Quả đá bóng của ca thủ Thanh Ba cú sút rất cản. Còn thì ta cần ở hay là cánh phải. Pha lên bóng chạy thủ vào số 20. Rất mạnh mẽ. Không lạ điều văn hậu lúc này đang sắm vai trò là người đá ở phía tiền vệ. Cú dứt điểm không vào. Pha số bóng ở hay là cánh phải và sau đó là cú dứt điểm. Tiếc là bóng đã đi chạy ra ngoài, không có bàn thắng thứ hai cho ca thủ trẻ Phương Vân ở pha tấn công này. Cú mất bóng nguy hiểm. Đó là nỗ lực đưa bóng lên không thành công dành cho cầu thủ trung vệ đến từ Thanh Ba. Quả thấu, quả trống bị phun đây. Cú đá lên trời mất rồi. Khá nhiều giải pháp tấn công. Ngoài ra còn có mắt thương nhưng mà cũng sống chi. Bóng khá chân. Chú đó là những người vừa đúng của Hoàng Bình. Đúng là kiểu chọn dành của đối tượng. Phải bất tạc để bánh ra ngoài chấp nhận một quả đá góc. Phạt lòng rất đáng tiếc. Chưa vậy, quý vị khán giả theo dõi tuần này thì có thể tham gia với em ekip và đầu gỗ mới để làm tốt nhất ở thời điểm này. Bắt đầu Vũ Cú Đê. Lần này thì Vũ Cú Đê đã thực hiện đối chuyền không chút điểm nữa và đó là cơ hội để xuất hiện rõ ràng dành cho cao thủ trẻ Vương Vân. Tỷ số cũng nâng lên là 2-0. Cú đúp của Bảo Phan Ân. Tôi nhớ là ở trong thời điểm này những trận đấu được tuần trực tiếp thì các cầu thủ ghi bàn đều nhiều bàn thắng nhất ở dành cho một trận đấu cũng sẽ có cơ hội để nhận phần thưởng. Vừa rồi đó là tình huống từ khu vực giữa sân dành cho các cầu thủ của Thanh Ba và cũng đã có bàn thắng dành cho riêng mình. Ngay tức khắc là một pha rút ngắn khoảng cách. Bàn thắng có vẻ như là mùa lao vòng cả. Bỏ bóng quá nhanh. Thủ thành của ta thì đối với phía Trần Văn cũng đã bị bất ngờ ở trong tình hình. Vì Cú Tè vẫn còn. Vẫn đấu. Cú sút 3-1 dành cho các thủ trẻ Phương Vân. Một loạt những pha phối hợp và sau đó là cú sút điểm rất gọn để gia tăng khoảng cách. Cầu thủ mang áo số 12 vừa đi vào cho các đội tuyển quân đội đó là Trần Văn và Trần Phong. Tình huống băng ra dành cho thủ môn của ca thủ Thanh Ba không vào. Tưởng chừng như bàn thắng đã đến nhưng không phải. 30 chưa phải là tết. Quả bóng này thì không tay chống nhưng một cách nào đó bóng lại có thể đi đến vô dọc và bật ra. Chuyển cả ngang nguy hiểm. Lại là pha bỏ lỡ nữa của ca thủ trẻ Phương Vân. Có rất nhiều giải pháp có thể mang đến bàn thắng bất cứ lúc nào dành cho ca thủ áo vàng xanh. Bước một quá đáng tiếc. Văn Thông lựa chọn lời cánh trái quá là bước
giờ đã có được bàn thắng dành cho Ca Bì của Trẻ Bố Mận. Và là bàn để Lân Thị Tú lên con số 4-1. Như vậy đó không phải con Hà mà là Vũ của Trần Phong. Quán hậu lại là ngoài đủ cho việc triển khai tấn công trong tình huống này. Lấy bóng dành cho thủ báo số 12. Sau đó là sự chuyển thẳng của Vũ Trung, cơ hội của Văn Hậu. Rất nhiều những giải pháp và Văn Hậu đã cố gắng để có thể thực hiện một pha chia bài cho đội hơn là tự mình ghi bàn. Và nó giúp cho Trần Phong có được hat trick. Tỷ số năm là 5-1 dành cho các đội trẻ nước Quân. Lâm Vũ, Vũ đặt lòng tốt, tỷ số là 6-1 dành cho các đội trẻ Vương Vật. Bây giờ đến số 9 ta có pha lập công dành cho Sương Bình. Hàng phòng ngự của các đội trẻ Vương Vật ngày hôm nay có rất nhiều sự lựa chọn, xử lý rất bình tĩnh. Nhưng sau đó là đội chiến thắng. Gói bằng số rất rõ và đó là hat trick dành cho Bảo Vân. Tỷ số lên là 6-1. Sau đấy ở thời điểm này nó đã là 7-1 rồi. Vẫn còn cú sút là khá nhẹ, không vào. Một lần nữa thì cô dọc lại không được bàn thắng, nhưng lần này cảm giác tiếc nuối nó lại dành cho ca đủ của Trẻ Thanh Bang. Ở trong khu vực chúng ta không có rất nhiều như vậy. Lâm Phú Lâm Vũ dù có cánh trái cánh phải đi bộ, và Lâm Vũ là hai cầu thủ đang di chuyển gần với nhau để phối hợp quyết điểm. Bóng đã chạy ra ngoài. Phản động Việt Cute cùng thành chống không vào. Nhưng sau đó là có cú dứt điểm bồi của Việt Cute. Tỷ số được đặt lên là 9-1. Cả Văn Hậu quý ấm bóng bật ra. Sau nhiều sự nỗ lực từ bây giờ, ca thủ của Trẻ Thanh Ba mới có được pha lập công. Tỷ số được rút ngắn còn 2, còn số 29 dành cho các thủ Trẻ Thanh Ba. Được như bạn đó là cầu thủ màu số 10 của đội bóng này. Trong bảng thi đấu đó là chính cực. Rồi
dành cho Trần Phong. Và đó cũng là poker nữa dành cho trận đấu này. Bóng lại tìm đến xa ngang. Tiếp tục là Việt Cute. Tiếp tục là bàn thắng của Trần Phong. Và anh đã có thành tích của mình là V-Poker. Tỷ số lên là 14-2. Trần Phong đang vượt lên là cầu thủ vì nhiều bàn thắng nhất. Vẫn có bàn thắng. Mọi thứ nó đang trở nên quá xuyên sẻ với các thủ trẻ vô vận, và lần này là bàn thắng của Việt Vũ Đề. Khánh Vũ Đề. Cú sút đây rồi. Những nỗ lực tốt dành cho ca thủ của trẻ Thanh Ba. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của Hà Nội và chung cuộc giành chiến thắng 13-12-3 dành cho các cầu thủ trẻ vô vận. Và xin chúc mừng cầu thủ mang số áo 12 Trần Phong là người ghi được bàn thắng nhất trận đấu này. Và xin mời Trần Phong đi về phía trước và số 43 sẽ gửi cho anh bóng quà dành cho cầu thủ vô phạt lưới trong một trận đấu. Và tuy nhiên là bên chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ít phút trước khi trở lại với trận đấu tiếp theo.